Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được hai chiếc Tudor, và hai chiếc Tudor này của mình là hai chiếc thuộc dòng Royal. Và hai chiếc này của mình là Royal màu trắng. Và ở đây thì mình sẽ có hai chiếc đều là mặt trắng các bạn nhé. Thì với hai chiếc này thì mình sẽ có ở đây là một chiếc new và một chiếc qua sử dụng. Thì chiếc qua sử dụng cũng date 2022 cho nên là rất mới. Thì đầu tiên thì mình sẽ mở cái chiếc qua sử dụng này ra để cho anh em xem. Đó. Chúng ta sẽ có full box đầy đủ hộp sổ thẻ. Đây, anh em có thể check đây, thẻ của nó thì cũng rất là mới, là mã của chiếc này là 28500 và sẽ có mùng 3 tháng 7 năm 2022. Cực kỳ mới và các bạn sẽ có bảo hành toàn cầu 5 năm theo đúng chính sách của thương hiệu Tudor. Đây. 28500001 nhé các bạn nhé. Thì chiếc này thì mình làm một chiếc qua sử dụng cho nên là nó đã bóc sẵn ra rồi. Mình sẽ có cơ hội để mình show hết cho anh em những cái như là chi tiết như là dây hoặc là khóa các thứ. Đó. Thì mặt dial của chúng ta thì như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc Tudor Royal với mặt dial màu silver white. Nó có vân trải tia silver rất là đẹp. Và chiếc này thì sẽ có size là 38mm. Niềng của chúng ta là một cái niềng mà kết hợp giữa niềng sport và một cái niềng băng, và nó cho chúng ta một cái kết quả là một cái niềng bắt sáng rất là tốt của Tudor. Kính của chúng ta là kính sapphire các bạn nhé, và kính này phẳng không lồi một tí nào. Đó, phần thân của dòng Royal này thì được làm rất là đẹp, cá nhân mình đánh giá là một cái lắc rất là cụt như vậy thì rất là dễ đeo. Các bạn có thể thấy là với một chiếc size 38 mà cái lắc nó cụt như này, dây có thể gập thẳng vào như này, thì tay các bạn chỉ cần khoảng tầm 14.5 đến 15cm là chúng ta đã đeo được chiếc Tudor này rồi. Đó. À, mặt số của chúng ta thì sẽ có 11 cọc số La Mã, còn tại góc 3 giờ thì do có ô lịch ngày cho nên là cọc số ở đây thì đã ô lịch ngày chiếm mất một chút. À, chiếc đồng hồ này thì chưa có cót, mình sẽ lên góc một chút để cho nó chạy. À, ở góc 12 giờ thì chúng ta thấy rõ là logo Tudor Geneva các bạn nhé. Ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ thấy dòng Swissmade. À, đáy sau của dòng Tudor này thì nó thường giống với cả người anh em Rolex của nó là một cái đáy kín, và chúng ta sẽ có cái logo Tudor Geneva ở phía trên thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có serial number và đây là mã sản phẩm là 28500. Sợi dây đi kèm của dòng này thì khá là đẹp với 5 chỉ, trong đó 2 chỉ bóng nhỏ và 3 chỉ khác của chúng ta là phay xước. Và khóa của chúng ta gập vào thì sẽ có cái kiểu dáng hình khiên như này. Đó, rất là đẹp. Và chiếc này thì anh em nếu mà thực sự nếu mà đeo đẹp thì anh em nên tay khoảng tầm 15.5 đến 16 thì mình nghĩ sẽ đeo đẹp hơn. À, vẫn còn cái siêu nhé các bạn nhé. À, chiếc Tudor Royal màu trắng silver white này thì sẽ có cái bộ máy, đó là bộ máy Tudor T601 bay trên dòng ETA. Bộ máy này thì sẽ có 25 chân kính, có 28.800 tần số động và các bạn sẽ có 38 giờ tích cót, cùng với đó là 3 kim một lịch. Đó. À, chiếc lướt này thì bên mình đang bán với mức giá là 39.500 anh em nhé. Đó. Còn bên cạnh thì hôm nay thì mình có về luôn một chiếc, đó là một chiếc new. Thì chiếc new này thì còn full seal đầy đủ. Anh em có thể sử dụng, anh em có thể thích new thì anh em mua. Đó. Đây là chiếc new, mình sẽ mở ra cho anh em xem. New thì như các bạn thấy ở đây, nó còn nguyên seal, nguyên nylon đầy đủ. Đó, ni lông khóa này, à, kể cả ni lông ở bên hông này, các bạn có thể thấy là ni lông này được dán bên hông giống hệt người anh Rolex của nó. Chiếc new này thì bên mình bán với mức giá nó đắt hơn một chút là 45.500. Đấy, thì nếu anh em nào mà thích chiếc lướt thì có thể chơi lướt thì chúng ta rẻ đi được khoảng tầm 6 triệu. Còn anh em nào mà thích new thì chúng ta có thể lấy qua chiếc new này thì tự tay chúng ta bóc luôn. Đó, và chiếc new này thì cũng có date cũng khá là mới như các bạn thấy ở đây, là 17 tháng 6 năm 2022. Mặc dù date thì kém trôi hơn so với cái kia, tuy nhiên là cái này thì là một cái mới 100% và chưa cắt mắt gì cả. Các bạn đảm bảo là các bạn có một chiếc đồng hồ mới 100%, bởi vì hạn sử cái hạn bảo hành của dòng Tudor này cũng 5 năm cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, trôi 1-2 tháng là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.